luôn. Mẹ nhớ con ăn ở quê thôi. Quỳnh ơi, hôm nay Muôn vào trong cái nhà này, Muôn đang ở ngoài đây này, để mẹ đi nấu cơm nào. Dạ anh Muôn. Đó, mang cầm luôn cả cái khúc xương nó vào cho Muôn gặm Muôn chơi. Người ta tịch thu xong rồi bố còn phải gọi điện cho người ta bảo là thôi đừng may quần áo cho cả ca cái mít nữa.
biết đang ngủ nè. Có thấy không? Dở lắm rồi. Hôm đầu mẹ soạn rồi có thế nào bị rách cái nữa rồi đấy mẹ lấy kim mẹ khâu lại. Cái áo bông cua bị rách rồi. Đâu? Áo nào? Áo bông cua mà mẹ quên đến lại cầm nhớ. Này chuẩn bị đến mùa đông rồi này, cái mũ này đã cao 2 độ này. Mùa đông lạnh lắm. Nhìn cái mũ này này, tức là cả nữa. Nó cả đội mũ này này, con nhớ không? Thì nghe cho mẹ tờ giấc nào. Đây nhớ. Đó. Rồi. Oh.